Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đất, làm một được 10, vận may liên tục kéo tới, phúc lộc đề đa, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn chia sẻ tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động chưa từng có, tử vi 11 ngày tới, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, thần tài báo mộng, trúng số bất ngờ, tiền tỷ cầm tay, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu nhất họ. Quý bản mệnh Nhâm Tý thân mến, đôi lời muốn nhắn tới Nhâm Tý 1972 vẫn chỉ là một đoạn tản mạn mà thôi. Chịu đựng áp lực là một kỹ năng cần có trong cuộc sống, nhưng lắm khi do chịu đựng quá lâu, Nhâm Tý sẽ thấy mỏi mệt, cứ phải gồng mình lên, cứ phải cố cứng rắn, mạnh mẽ lên. Vậy nên Nhâm Tý phải có một kỹ năng khác, đấy là sự thản nhiên, bình lặng. Chuyện xảy ra thì ta giải quyết, việc tới thì ta làm, vấn đề đến thì ta xử lý. Không oán hờn, không kêu ca, không than thân, không trách phận, không hận trời, không oán đất, không giận đời, không buồn người. Đường là Nhâm Tý chọn, việc là Nhâm Tý quyết, mọi thứ là do bản tâm Nhâm Tý mong muốn. Dù là vào thế khó thì từ từ mà gỡ giải. Quá khứ do ta tham hay do ta ngu, hay do ta sân, hay do ta si, khiến hoàn cảnh hiện tại vất cũng không sao cả. Miễn đừng lặp lại, cứ bình thản mà làm mọi thứ dần dần. Con người sống trên đời đều có thể không trải qua bất kỳ sóng gió nào, nếu không thì cả cuộc đời thật nhạt nhòa vô vị. Những khó khăn và thất bại Nhâm Tý gặp phải trên con đường nhân sinh là điều khó tránh khỏi. Vậy thì không thể vì sợ thất bại mà Nhâm Tý dừng chân không bước tiếp, không dám thử thêm một lần. Nếu cố thêm một lần nữa mà vẫn không thành công thì chí ít Nhâm Tý cũng biết rằng cách này không ổn, cùng lắm thì ta làm lại từ đầu. Cuộc sống luôn có nhiều ẩn số thú vị, vậy nên hãy lạc quan và tìm cho mình những tia hy vọng dù là nhỏ nhất. Theo luận giải mới nhất của giới tử vi về vận trình sắp tới của quý Nhâm Tý, Nhâm Tý sinh năm 1972, đặc biệt trong 11 ngày tới, quý Nhâm Tý sẽ được lợi từ phúc tinh, lộc tinh và quý nhân nâng đỡ. Đây là thời điểm phải nói là hiếm có, cực thịnh, thánh sẽ cứu âm độ dương, phê chữ đỏ bỏ chữ đen, mà ban cho tài cho lộc, cho vạn sự hanh thông. Quý Nhâm Tý mà biết nắm bắt thời cơ này, thì tháng 4 âm lịch này không phải nghĩ, tiền vào như nước, trả hết nợ nần, gia đình êm ấm hạnh phúc. Phàm là chuyện trên đời, muốn thành thì phải có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nay thời cơ đã đến, muốn giàu nhanh thì phải làm thế nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Quý anh chị Nhâm Tý thân mến, khi Nhâm Tý nghĩ rằng Nhâm Tý có dũng cảm để tự kết thúc kiếp nhân sinh của mình, thì thực tế Nhâm Tý đang hơi hèn nhát để đối diện với khó khăn, lần tránh khỏi đoạn đường gồ ghề mà Nhâm Tý biết Nhâm Tý phải vượt qua khi lựa chọn đối diện vấn đề. Bi hại là ở chỗ, dù Nhâm Tý có tự kết thúc đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ nhẹ nhàng được vài giây. Sau đấy là một chuỗi liên miên những sự kiện ở cõi khác, chắc gì đã nhẹ nhàng hơn cho tâm hồn của Nhâm Tý. Rồi giả sử Nhâm Tý có lại chuyển kiếp một lần, nghiệp lực vẫn còn, bài học vẫn có, bài thi vẫn dang dở, Nhâm Tý sẽ lại phải đối diện với vấn đề đấy một lần nữa. Khổ như vậy, khó như thế, mệt thì nhiều lần hơn. Tôi biết, lắm lúc anh chị Nhâm Tý muốn bỏ mặc buông xuôi, lắm khi Nhâm Tý chán lắm, trầm cảm lắm, mỏi mệt lắm, nhưng trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội, thử thách đặt ra dù có khó, có dồn dập liên miên không ngừng, thì cũng nằm trong tầm khả năng của chính Nhâm Tý thôi. Nếu Nhâm Tý muốn ngày mai yên bình, ngày hôm nay Nhâm Tý cần phải chiến đấu. Chiến binh không phải lúc nào cũng chiến thắng cả, mà là không ngừng chiến đấu dù chỉ một giây khi đang trong trận,
nếu Nhâm Tý đang quẩn quanh quá, đang mỏi mệt quá, đang ưu phiền quá, hãy cứ viết một dấu chấm than ở đây hoặc kể lại câu chuyện của chính mình, coi như là một sự xả những nhịp thở tiêu cực của mình vào vũ trụ bao la, cho nó tan biến đi, cho tâm hồn Nhâm Tý một khoảng tĩnh, rồi lại tiếp tục cố gắng đấu đời. Nhâm Tý có cuộc chiến của Nhâm Tý, tôi có cuộc chiến của tôi, mỗi chúng ta đều có cuộc chiến riêng, cần kiên trì nỗ lực, nên chẳng giúp được gì ngoài việc chúc Nhâm Tý may mắn. Nhâm Tý không cô độc, đối diện với những khó khăn của nhân sinh đâu, hãy kiên cường lên Nhâm Tý nhé. Nhắc tới chuột, chúng ta đều biết đây là một trong những con vật xuất hiện khắp mọi nơi trên thế giới. Nó có sức sống bền bỉ và được biết đến là thông minh, lanh lợi và gan dạ. Những người sinh năm Nhâm Tý cũng có chung đặc điểm như vậy. Đối với công việc và cuộc sống, người tuổi Nhâm Tý rất tốt tính, bộc trực, thành thật, nhưng cử chỉ lời nói của họ lại có phần chặt chẽ. Họ nỗ lực làm việc, sống tiết kiệm, không bao giờ cho ai cái gì, trừ phi người đó họ thực sự thân thiết. Vì họ rất chăm chỉ và tiết kiệm, nên họ không ưa những kẻ lười biếng và hoang phí. Người tuổi Nhâm Tý thông minh, tháo vát, sáng tạo, nên có năng lực giải quyết công việc khó, giỏi thích nghi và vượt mọi trở ngại trong hoàn cảnh khó khăn. Bởi vậy, họ có xu hướng trở thành người lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó, thách thức bản thân. Công việc càng khó khăn, gian nan, thì họ càng kiên trì tỏa sáng. Nhiều người dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Người tuổi Nhâm Tý có trí nhớ rất tuyệt vời. Họ nhớ mọi thứ từ nhỏ đến lớn rất lâu. Họ có thể làm bất cứ nghề gì và đều gặt hái được những thành công nhất định. Trong cuộc sống, họ có trật tự, ngăn nắp, gọn gàng và giỏi kết giao bạn bè. Bên cạnh đó, người tuổi Nhâm Tý thích thu lượm, tích lũy thông tin, có khát vọng cầu tri thức. Tuổi Nhâm Tý cũng có nội tâm phong phú, có tính hướng ngoại, thích du sơn, ngoạn thủy. Trong các tình huống nguy hiểm, người tuổi Nhâm Tý luôn có những cách giải quyết tối ưu, khả năng dự đoán và tính cách thận trọng giúp họ tránh được những tình huống tồi tệ nhất. Đối với vấn đề tình cảm, tuổi Nhâm Tý là đa cảm nhất trong 12 con giáp. Họ rất quan tâm, gắn bó với các thành viên trong gia đình. Đôi khi họ dè dặt và thường che giấu cảm xúc mạnh mẽ của mình. Người tuổi Nhâm Tý luôn biết kính trên nhường dưới. Họ luôn quan tâm chăm sóc trẻ nhỏ và tin tưởng những người ở trên mình. Mặc dù có rất nhiều ưu điểm đáng ngưỡng mộ, nhưng người tuổi Nhâm Tý cũng có một số nhược điểm khó bỏ. Điển hình là họ thích phê phán, châm biếm người khác. Đôi lúc họ lại quá nhiều lời. Khi mua bán họ có kẻ bớt một thêm hai. Một số người tiết kiệm quá mức dễ gây cảm giác hà tiện. Một số người khác quá tham công tiếc việc dẫn tới tình trạng suy nhược sức khỏe. Bên cạnh đó, lòng dạ mềm yếu của tuổi Nhâm Tý cũng là một nhược điểm khiến họ bị người khác lợi dụng và lừa gạt. Xem tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Nhâm Tý âm lịch, đây được dự báo là một tháng có hung có cát với con giáp này. Mọi việc nên được tiến hành một cách tuần tự, cẩn thận, tránh những quyết định nông nổi hay vội vàng để hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Cục diện tương xung là nguyên nhân chính gây nên những biến động trong vận trình của Nhâm Tý ở tháng 4 này. Theo đó, bản mệnh dễ đối mặt với nhiều trở lực, công việc đang suôn sẻ bỗng phát sinh sự cố, chủ yếu là xuất phát từ vấn đề về con người, các mối quan hệ xã giao trục trặc, Nhâm Tý bẻ có thể trở thành thù địch vì lòng đố kỵ. Ở thời điểm vận trình bất ổn như thế này, Nhâm Tý nên bình tĩnh, chủ động, dù làm gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng, có sự chuẩn bị chu đáo sẽ hạn chế được sai lầm. Nóng vội đưa ra quyết định sẽ khiến bản mệnh lĩnh hậu quả khôn lường. Tài vận tăng giảm bất ổn, đầu tư có thu lợi nhưng chưa thật sự bền vững, thứ tài có lúc khởi vượng, khi lại giảm sút mạnh. Hơn nữa, bản mệnh còn bị hung tinh âm sát đeo bám, nên tránh các dự án đầu tư quá lớn, hãy đợi tới thời điểm thích hợp hơn. Chuyện tình cảm của Nhâm Tý trong tháng 4 năm 2024 âm lịch nhìn chung vẫn khá ổn định, chỉ cần Nhâm Tý kiềm chế cảm xúc của bản thân, chú ý lời ăn tiếng nói khi giao tiếp với các thành viên trong gia đình, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Sức khỏe của Nhâm Tý trong tháng 4 âm không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy vậy, Nhâm Tý vẫn nên bồi bổ cho cơ thể bằng một số thực phẩm bổ dưỡng để tăng cường sức đề kháng. Lúc mệt mỏi hãy cân bằng lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc. Tiếp theo sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Trong 11 ngày tới, trên 4 phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe, mời quý vị cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi cho thấy sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có những bước tiến đáng kể trong 11 ngày đầu tháng 4 âm lịch này. Dưới sự nâng đỡ của cục diện tam hội,
Thời điểm này bạn có cơ hội gặp được những người đồng nghiệp, cấp trên tốt. Đối phương sẵn sàng chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm quý giá, góp ý cho bạn những vấn đề còn tồn đọng để bạn tiến bộ nhanh hơn. Vì thế, người tuổi Nhâm Tý trong thời gian này, dù trong mọi tình huống, bạn hãy luôn giữ một thái độ khiêm tốn và cầu thị. Quá trình lắng nghe sẽ giúp cho bạn tích lũy được nhiều kiến thức quý giá. Đối với những người tham gia thi cử, ứng cử hoặc tuyển dụng, bạn cũng có thể gặt hái được thành quả đáng mừng. Bạn là người luôn chuẩn bị đầy đủ những kiến thức cần thiết và luôn cẩn thận trong từng việc mà mình làm. Hãy thể hiện điểm mạnh của bản thân để gây ấn tượng tốt đẹp với giám khảo, người tuyển dụng nhé. Ngoài ra, việc lập kế hoạch làm việc cũng cần phải căn cứ vào tình hình thực tế, không nên ảo tưởng vào khả năng của mình hoặc là lý tưởng hóa mọi việc. Chỉ khi bạn đưa ra được những mục tiêu cụ thể, phản ánh đúng tình hình thực tế, bạn mới có động lực để thực hiện và thực hiện đạt kết quả cao. Tuy nhiên, trong thời gian, bản mệnh vẫn phải chú ý đến những tác động xấu do nguyệt lệnh lâm tử và ngũ quỷ hung tinh đem lại. Tiểu nhân vẫn luôn nhăm nhe tìm cơ hội khi bạn lơ là để quấy phá. Vì thế, dù có đạt được thành công, bạn cũng chớ nên chủ quan, làm việc gì bạn cũng phải cẩn thận, khiêm tốn, để ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Trong phát triển sự nghiệp, người tuổi Nhâm Tý nếu kết hợp với đúng tuổi hợp với mình, sẽ có được một sự nghiệp vững chắc và ổn định. Không những vậy, tuổi tương hợp sẽ giúp tương trợ cho vận mệnh của bạn. Và chỉ khi hợp tác với một trong những tuổi dưới đây, thì người tuổi Nhâm Tý mới có thể đạt được những thành công và may mắn, không lo thất bại. Đó là những tuổi Tân Sửu, Mậu Thân, Canh Thân, Bính Thìn và Nhâm Tý. Những tuổi này đều mang lại sự thuận lợi, may mắn và phát triển, giúp ích rất nhiều cho sự thành công trong sự nghiệp. Một điều quan trọng nữa là, người tuổi Nhâm Tý được Phật bản mệnh là Phật A-di-đà hộ mệnh. Về phương diện tài lộc, bước sang 11 ngày tới, người tuổi Nhâm Tý có công việc phát triển thuận lợi, cũng kéo theo tình hình tài chính khả quan. Trong thời gian này, người tuổi Nhâm Tý có thể thu được khoản tiền kha khá, giúp bạn cải thiện cuộc sống có thể để dành và tiết kiệm một phần. Cục diện ngũ hành tam hội nâng đỡ, người tuổi Nhâm Tý làm công ăn lương, hoàn thành tốt công việc của mình, có thể được thưởng nóng hoặc cất nhắc tăng lương. Với những người tuổi Nhâm Tý vừa tìm được việc làm, bản mệnh kiếm được khoản lương đầu tiên trong công việc mới, việc đó sẽ đem lại cho bạn nhiều động lực để bạn cố gắng hơn, đồng thời giúp cuộc sống của bạn ít nhiều có cải thiện theo chiều hướng tốt. Đối với những người tuổi Nhâm Tý làm ăn, kinh doanh, buôn bán, bạn cần nhạy bén để nhận ra đâu là thời điểm để ký kết hợp đồng, làm ăn với đối tác. Thời gian, có nhiều thời cơ mở ra trước mắt, nhưng không phải cơ hội nào cũng đem về. Tiền tài dư dả, bạn cần phải đánh giá tình hình và đối tác chính xác để đưa ra những sự lựa chọn phù hợp. Trong thời gian, nếu có ý định mở rộng đầu tư, kinh doanh, bạn cũng có thể xem xét thực hiện trong thời điểm này. Có điều, bạn cần xây dựng những kế hoạch phù hợp với sức của mình, không nên chạy theo xu thế, khiến tiền mất tật mang, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngũ quỷ hung tinh soi chiếu đem tới ít nhiều tác động tiêu cực cho vận trình của bản mệnh. Song bạn không cần quá lo lắng, chỉ cần bạn làm việc cẩn thận thì không lo sợ tiểu nhân quấy phá. Thậm chí bạn còn đoán trước được tình hình để chuẩn bị sẵn cách ứng phó. Hướng tốt trong tháng là hướng Tây Bắc, hướng xấu là hướng Tây Nam và hướng Đông Nam. Về phương diện tình cảm, gia đình, xem tử vi cho thấy các mối quan hệ của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong 11 ngày tới có nhiều cơ hội đón tin vui trong chuyện tình cảm. Thời gian này, chỉ cần bạn mở lòng đón nhận thì ắt tìm được người như ý. Đối với người còn độc thân, bạn được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Bạn đừng vội từ chối đối phương, hãy thử dành thời gian trò chuyện và gặp gỡ. Rất có thể bạn sẽ nhận ra người đó có rất nhiều điểm phù hợp với mình. Nếu có tình cảm với ai đó, thì bạn cũng có thể mạnh dạn bày tỏ ngay trong thời gian. Chỉ cần bạn có những cảm xúc chân thành, rất có khả năng bạn sẽ khiến đối phương cảm động. Biết đâu người đó cũng đã chờ đợi một lời yêu từ bạn từ rất lâu rồi thì sao? Đối với người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một thăng khít, thậm chí hai người còn thấu hiểu nhau mà không cần phải nói ra thành lời. Người ấy chính là động lực để bạn đối diện với khó khăn, sẵn sàng thử thách bản thân trong những mục tiêu mới. Nếu bạn đang nung nấu trong lòng một kế hoạch nào đó, bạn đừng ngại chia sẻ với nửa kia của mình, là người ngoài cuộc. Đối phương có thể có những cái nhìn đa chiều hơn và đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích. Về phương diện sức khỏe, đối với tuổi Nhâm Tý, với cuộc sống hiện đại ngày nay,
con người luôn phải chạy đua với các vấn đề cơm áo gạo tiền. Không ít người vùi đầu vào công việc, làm việc ngày đêm để có thể kiếm sống, trang trải cho đời sống của bản thân và gia đình. Tuy nhiên, làm việc quá sức cũng là một trong các lý do khiến cho tinh thần của người tuổi Nhâm Tý bị tổn thương và trở nên tiêu cực. Công việc rất quan trọng, nhưng người tuổi Nhâm Tý cũng cần phải biết cách cân bằng nó với đời sống cá nhân. Nếu cảm thấy mọi thứ xung quanh đang diễn ra theo chiều hướng tiêu cực, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán chường và sợ chết. Và dù vì bất kỳ một lý do nào, thì bạn cũng nên tạm dừng lại công việc và cho phép bản thân được nghỉ ngơi, thư giãn, tận hưởng khoảng thời gian yên bình. Cố gắng làm việc trong trạng thái tiêu cực sẽ chỉ khiến cho bản thân bạn càng bị bế tắc, công việc cũng không thể nào hoàn thành theo đúng ý muốn của bạn. Do đó, bạn nên để cơ thể và tâm trí được thả lỏng, nghỉ ngơi đôi chút, hoặc nếu có nhiều thời gian, bạn hãy tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch, thử tham gia vào các hoạt động mới mẻ, thú vị, để tâm hồn được nuôi dưỡng và phục hồi trở lại. Nhìn chung, thì người tuổi Nhâm Tý không gặp phải vấn đề nào quá lớn trên phương diện sức khỏe trong 11 ngày đầu tháng 4 này. Đôi khi công việc vất vả có thể sẽ khiến bạn cảm thấy hơi mệt mỏi. Song, chỉ cần bạn nghỉ ngơi đúng lúc thì sẽ nhanh chóng hồi phục sức lực. Để có thể luôn khỏe mạnh, có tinh thần hiện thực hóa các mục tiêu, bạn nên lưu ý đến chế độ ăn uống, cân bằng dinh dưỡng, lối sống khoa học. Không nên làm việc quá sức, hạn chế tiệc tùng, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao, để luôn duy trì cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng nữa nhé. Tiếp theo là vận trình tử vi chi tiết tuần lễ vàng trong tháng 4 âm lịch cho quý cô bác Nhâm Tý 1972, Cẩm Nang Vượng Vận. Quý cô bác anh chị hãy chú ý lắng nghe và đừng bỏ lỡ thông tin quan trọng nào nhé. Tử vi tuần đầu tiên, tháng 4 âm lịch, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tử vi tuần đầu tiên tháng 4 âm của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Nhâm Tý bị tương hình án ngữ, nên vận trình sẽ lên xuống rất thất thường, công việc có dấu hiệu trước thuận sau nghịch, bản mệnh phải đối mặt với rất nhiều trở lực. Ở thời điểm hung cát đan xen như này, Nhâm Tý được khuyên nên thực hiện những việc đã nằm trong dự tính, kế hoạch sẵn có, những quyết định nông nổi, vội vàng hay phá cách đều không thích hợp vào lúc này, rất dễ gây ra rủi ro không đáng. Theo đó, Nhâm Tý dù có lâm quan trợ lực, công việc cũng có những thời điểm khởi sắc, song khó duy trì được phong độ này ổn định cho tới cuối tháng. Khi Nhâm Tý tưởng mọi thứ cứ diễn ra êm đềm như thế, thì sự cố bỗng phát sinh, chủ yếu xuất phát từ vấn đề về con người. Âm sát hung tinh khiến các mối quan hệ xã giao trục trặc, Nhâm Tý đều có thể trở thành thù địch vì lòng đố kỵ. Do đó, Nhâm Tý nên chú ý hơn tới các mối quan hệ nơi công sở trong tuần này. Đừng quá xa cách, nhưng cũng đừng quá dựa dẫm vào một ai đó. Mọi việc nên giữ khoảng cách vừa phải, đôi bên sẽ có ấn tượng tốt về nhau hơn. Đặc biệt, Nhâm Tý nên hạn chế chia sẻ các thông tin bí mật của mình với ai đó, kẻo lòng người đa đoan, khó đoán, chưa chắc đối phương đã có chung quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề giống như Nhâm Tý. Ở thời điểm vận trình bất ổn như thế này, Nhâm Tý nên tĩnh tránh động, dù làm gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng, có sự chuẩn bị chu đáo sẽ hạn chế được sai lầm, nóng vội đưa ra quyết định sẽ khiến bản mệnh lĩnh hậu quả khôn lường. Nếu bản mệnh có kế hoạch lớn nào cần phát triển, thì nên chọn thời điểm phù hợp hơn. Nếu cần, Nhâm Tý có thể tham khảo ý kiến người thân hoặc Nhâm Tý bè có kinh nghiệm đi trước. Dù vận trình có điểm hung hại như vậy, nhưng không có nghĩa Nhâm Tý chỉ có thể chấp nhận khuất phục. Nếu không được may mắn đồng hành, Nhâm Tý hoàn toàn có thể tự tạo ra vận may cho bản thân bằng sức mạnh tự thân. Đừng dễ dàng bỏ cuộc, hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, không ngại gian khó để đạt được niềm mong ước bấy lâu. Mọi chuyện vẫn có thể chuyển biến tích cực khi bản mệnh suy nghĩ thông thoáng và hành sự thận trọng. Do không có tài tinh chiếu mệnh, nên đường tài lộc của người tuổi Nhâm Tý trong tuần đầu tiên tháng 4 âm này cũng không thực sự lý tưởng như Nhâm Tý mong muốn. Điểm báo cho thấy, tài vận tăng giảm bất ổn, đầu tư có thu lợi nhưng chưa thật sự bền vững. Mặc dù có sao thái âm chủ về điền sản đất đai chiếu mệnh, nhưng điều đó không có nghĩa là tài vận ổn định trong cả tuần. Thứ tài có lúc khởi vượng, khi lại giảm sút đáng kể. Hơn nữa, bản mệnh còn bị hung tinh âm sát đeo bám, nên tránh các dự án đầu tư quá lớn, hãy đợi tới thời điểm thích hợp hơn. Đặc biệt, người kinh doanh đầu tư nên tính theo đường dài, tránh việc thấy cái lợi trước mắt mà nóng vội kẻo trắng tay lúc nào không hay, đôi khi phải biết lùi một bước để tiến ba bước, tạm chấp nhận buông bỏ một vài cơ hội nhỏ, để chuẩn bị kỹ càng cho cơ hội lớn hơn sau này, sẽ giúp Nhâm Tý được nhiều hơn mất. Đừng quên trong tuần đầu tiên tháng 4 âm được thái âm trợ mệnh, vận quý nhân là nữ giới của Nhâm Tý khá vượng,
nếu cần sự trợ giúp từ ai đó, Nhâm Tý hãy nhờ một vài người Nhâm Tý là nữ của mình tìm hiểu thông tin từ đối phương. Họ sẽ hỗ trợ Nhâm Tý rất tốt trên con đường kiếm tiền. Trong tuần đầu tiên tháng 4 âm này, những ai có tâm lý may rủi, tiến hành các trò cờ bạc, đỏ đen, chứng khoán, càng nên thận trọng bởi Nhâm Tý sẽ không gặp may với những quyết định của bản thân. Ở phương diện tình duyên, mối quan hệ tình cảm của Nhâm Tý nhìn chung vẫn khá ổn định trong tuần đầu tiên tháng 4 âm này, giảm bớt cho Nhâm Tý rất nhiều phiền lo. Người có gia đình vẫn luôn biết cách giữ gìn hòa khí nên gia đạo bình yên, gắn kết. Chỉ cần Nhâm Tý kiềm chế cảm xúc của bản thân, chú ý lời ăn tiếng nói khi giao tiếp với các thành viên trong gia đình, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Sức khỏe của tuổi Nhâm Tý trong tuần đầu tiên này không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Với những ai duy trì đều đặn thói quen sinh hoạt, ăn uống và tập luyện thể thao, sức khỏe rất đảm bảo, hầu như ít ốm đau bệnh tật. Quý nhân, Thân, Sửu, tiểu nhân, Mùi, Dậu. Màu sắc may mắn, đen, trắng. Con số may mắn 53, 69, 78. Tử vi tuần thứ hai, tháng 4 âm lịch, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Về phương diện sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý, không phải lo lắng quá nhiều, nhờ có sự hỗ trợ của chính ấn, nhưng đừng vì thế mà trở nên lười nhác Nhâm Tý nhé. Hãy thúc đẩy bản thân để vươn tới những mục tiêu mới, gia tăng hiệu suất công việc đi nhé. Những vấn đề còn tồn đọng trong quá khứ có thể quay trở lại, buộc Nhâm Tý phải giải quyết, nhưng đó không phải vấn đề, vì đơn giản là đã đến lúc Nhâm Tý phải giải quyết chúng. Hơn nữa, đó cũng là việc nhỏ xíu nên Nhâm Tý đã trì hoãn quá lâu, vì dường như đã quên mất mà thôi. Con đường sự nghiệp có thể chứng kiến nhiều chuyện đáng mừng, có thể những điều mà Nhâm Tý chưa từng mong đợi cũng sẽ đến như một phép màu, như là cách công sức của Nhâm Tý đã âm thầm được ghi nhận bao lâu nay. Sao giải thần ghé thăm, thực ra là lúc Nhâm Tý giải ách trừ hung, nhờ vào từ những việc tốt Nhâm Tý làm cho mọi người bao lâu nay. Nhìn chung, tuần thứ hai tháng 4 âm này không lo vận hạn, đây cũng là cơ hội tốt để giải phóng tinh thần khỏi những tổn thương tâm lý bấy lâu, đồng thời hiểu thêm về chính mình. Đây là cách tốt nhất để bản thân Nhâm Tý cởi mở để đón chờ những mục tiêu và mong ước mới. Theo tử vi tuần thứ hai tháng 4 âm của 12 con giáp âm lịch, ảnh hưởng của đại hào không hề nhỏ, do đó người tuổi Nhâm Tý không được chủ quan. Nhất là với những ai cho rằng mình đã lên kế hoạch chi tiêu từ sớm, thực tế là Nhâm Tý gặp những hoàn cảnh không thể không rút hầu bao. Nếu có thể, hãy đặt ra một mục tiêu tài chính cuối cùng cho bản thân, điều đó sẽ giúp việc quản lý chi tiêu của Nhâm Tý chặt chẽ hơn, và Nhâm Tý có thể cân đối giữa tuần thứ hai tháng 4 âm này với tuần khác khi kế hoạch một tháng bị phá vỡ vì một lý do bất ngờ nào đó. Tam bích bay về phương Tây cũng là điểm báo không hay về tình hình tài chính của bản mệnh, vì rất dễ để xảy ra trộm cướp. Do đó, ở nhà hay khi đi đâu, bản mệnh cũng nên hạn chế việc mang theo nhiều tiền mặt để hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Ngoài ra, Nhâm Tý nên nhớ rằng người bình thường dễ nảy sinh lòng tham khi để cho họ thấy được tiền bạc. Do đó, nên tránh việc để lộ ra rằng Nhâm Tý đang có nhiều tiền, nhất là không được khoe ảnh tiền bạc, vàng, nhẫn của mình lên trang cá nhân để tránh những ánh mắt soi mói. Xem tử vi tuần thứ hai tháng 4 âm này, thủy hỏa bất dung, tinh thần không ổn định, tính khí nóng nảy, tính cách cực đoan, và đó là lúc Nhâm Tý gây căng thẳng với một nửa của mình. Nhân duyên khác giới tuy tốt, nhưng lại không biết tiết chế cảm xúc, tinh thần ức chế và có xu hướng giận cá chém thớt. May mắn là người ấy hiểu và nhẫn nhịn được những lần Nhâm Tý nổi nóng, nhưng đừng vì thế mà làm tới đấy nhé. Nhâm Tý cần nhận ra Nhâm Tý đang lan tỏa năng lượng tiêu cực cho mọi người. Thời gian này là tiết lập hạ, thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi cả nội nhiệt nóng bên trong lẫn ngoại nhiệt nóng bên ngoài môi trường. Đó là lý do bản mệnh rất dễ ốm đau, nhất là những ai có sức đề kháng yếu. Quý nhân, Thân, Sửu, tiểu nhân, Mùi, Mão. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Con số may mắn, 54, 68, 75. Tử vi tuần thứ 3, tháng 4 âm lịch, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Về mặt công việc, con giáp tuổi Nhâm Tý khá chủ động và quyết định mọi việc khá dứt khoát, có thể là vì có người hỗ trợ, nên bản mệnh cảm thấy tự tin tiến bước. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn có những người đang ganh tị với những gì Nhâm Tý đang có và ngấm ngầm làm hại. Việc mọi thứ tác động lên chúng ta không quan trọng bằng cách chúng ta phản ứng với nó. Vì thế, Nhâm Tý đừng vì lúng túng trong cách xử lý hay sao nhãng mà có những quyết định thiếu suy nghĩ. Thậm chí, cả những việc cần quyết định ngay cũng phải đợi khi Nhâm Tý bình tĩnh hơn đã, nếu không Nhâm Tý sẽ gặp xui xẻo, dễ phạm sai lầm đấy.
có nhiều hạng mục công việc cần phải hoàn thành trong thời gian, vì thế cố gắng tập trung hơn một chút, dù có việc gì gây sao nhãng cũng nên gạt sang một bên để Nhâm Tý thực hiện xong đã, rồi mới có thời gian xử lý việc khác. Xem tử vi tuần thứ 3 tháng 4 âm cho thấy, tuần này hợp tác làm ăn khá thuận lợi, tuy nhiên, con giáp tuổi Nhâm Tý nên ưu tiên những người mà Nhâm Tý đã từng làm việc trước đây, người mà Nhâm Tý đã hiểu rõ về họ, để Nhâm Tý không choáng ngợp bởi những sự cố bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, một số người tuổi Nhâm Tý có chức có quyền thì tài lộc có phần chững lại, vì có người cố tình gây hại, ngáng đường. Cho dù Nhâm Tý có ra sức kháng cự những người này cũng không ích gì, nếu có ý định kiện cáo thì nên tránh, không nên làm trong lúc này, có những con người xấu xí xuất hiện cản con đường kiếm tiền của mình. Thì Nhâm Tý mới có cơ hội nhận ra ai đang thực sự tốt với Nhâm Tý. Vì thế đừng tỏ ra hằn học hay tức giận quá nhiều. Việc của Nhâm Tý là tập trung vào các cách gia tăng lợi nhuận và đảm bảo các mục tiêu đã đề ra. Với những ai đang có kế hoạch đầu tư, thì thời điểm này bản mệnh nhận diện thêm được những cơ hội mới khá tốt, đang trong thời gian cân nhắc, nên Nhâm Tý cũng cần cẩn thận với những ý kiến của cò mồi đang hối thúc Nhâm Tý ký kết hợp đồng. Theo phong thủy phi tinh, lục bạch bay về phương Tây Bắc chủ về việc đi lại, có thể thay đổi công việc hoặc có việc phải đi xa. Nếu thất vận thì đi lại dễ gặp trắc trở, khó khăn, bị kiện tụng, vướng vào vòng lao lý. Xem tử vi phương Đông, vận trình tình cảm của con giáp tuổi Nhâm Tý đang có nhiều biến động không được tốt trong tuần thứ ba này. Với người độc thân, càng ngày càng cảm thấy thất vọng với những mối quan hệ xung quanh, và Nhâm Tý đang có xu hướng khép mình lại, không muốn gặp gỡ, hẹn hò thêm ai nữa. Nhâm Tý đang sợ bị tổn thương lần nữa và cần thời gian để cân bằng. Tình hình sức khỏe của con giáp tuổi Nhâm Tý có dấu hiệu đi xuống, vì Nhâm Tý bận rộn với quá nhiều việc phát sinh và không có thời gian để chăm sóc bản thân đúng cách. Muốn làm việc sáng suốt thì tinh thần của Nhâm Tý phải tốt. Để có được điều đó, thì Nhâm Tý nhất định không nên bỏ bê việc tập luyện đâu đấy nhé. Ngoài ra, Nhâm Tý cũng không nên quên kế hoạch cân đối bữa ăn hàng ngày sau cho đủ chất. Quý nhân, mão, ngọ, tiểu nhân, thìn, mùi. Màu sắc may mắn, trắng, tím. Con số may mắn, 75-86, 91. Tử vi tuần thứ tư, tháng tư âm lịch, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Xem tử vi tuần thứ tư tháng 4 âm của người tuổi Nhâm Tý, bản mệnh đang trong giai đoạn thử thách, phải đối mặt với nhiều trở ngại trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Trong tháng có tử vi cát tinh chiếu rọi quý nhân, con giáp này có thể được cấp trên trao cho cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Song nếu bản mệnh không biết cách nắm bắt cơ hội, thì có khi lại hóa thành hại. Theo tử vi tuần thứ tư tháng 4 âm, cục diện tương hại khiến cho con giáp này trở nên nóng tính, có những suy nghĩ mang tính cực đoan, không hề thích hợp chút nào với người đang trong giai đoạn thử thách như bản mệnh. Cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi. Song con giáp này cần cố gắng dĩ hòa vi quý, đừng có bốc đồng mà gây mâu thuẫn ở nơi công sở. Dù Nhâm Tý buông lời trách móc đồng nghiệp hay bất mãn với cách làm việc của cấp trên, thì cũng đều trở thành vật cản trên chính con đường tiến thân của mình mà thôi. Đừng trông chờ quá nhiều vào sự giúp đỡ của người khác. Trong tuần thứ tư tháng 4 âm này, đòi hỏi tuổi Nhâm Tý phải tự lực cánh sinh. Nhâm Tý càng thể hiện được sự chủ động và độc lập của mình, thì khả năng thành công lại càng cao. Xem tử vi phương Đông, bước sang tuần thứ tư tháng 4 âm này, người tuổi Nhâm Tý chịu nhiều áp lực của cục diện tương hại, nên tinh thần có phần dễ bị kích động, khó giữ được bình tĩnh và sáng suốt. Điều này sẽ tác động trực tiếp lên vận trình tài lộc của con giáp này. Bản mệnh cứ nghĩ phải tiết kiệm, nhưng lại tiết kiệm không phải lối. Cuối cùng, thành ra còn tốn kém hơn gấp nhiều phần. Chẳng những tốn tiền ở đó, con giáp này còn xui xẻo đến độ dễ mất tiền và những chuyện không đâu như va chạm với người khác hay làm hỏng đồ của người ta, nên mất tiền đền bù. Lại thêm cả chuyện đi lại trên đường không chú ý, vi phạm giao thông, bị công an phạt tiền nữa. Đủ chuyện khiến cho tuổi Tý trong tuần thứ tư tháng 4 âm này mất tiền hao của. Cũng may có thực thần chiếu mệnh, nên vẫn còn có cơ hội mà kiếm thêm đồng ra đồng vào. Tuy tiền bạc suốt ngày ra đi, nhưng cũng không đến mức túng thiếu, vay mượn, nợ nần khắp nơi. Theo dõi tử vi tuần thứ tư tháng 4 âm tuổi Nhâm Tý âm lịch, bản mệnh tuần này sẽ có nhiều tin vui trong chuyện tình cảm đó. Nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, đào hoa khởi vượng. Có nhiều cơ hội cho tuổi Nhâm Tý lựa chọn người thực sự phù hợp là một nửa của mình. Vợ chồng tuổi Tý biết bù trừ cho nhau nhiều thứ trong cuộc sống. Có người ấy là hậu phương vững chắc, giúp Nhâm Tý yên tâm phấn đấu sự nghiệp, cũng có nhiều động lực để kiếm tiền, gây dựng cuộc sống hạnh phúc và sung túc hơn cho những người mình yêu thương. Trong tháng, thủy hỏa xung khắc, có thể tác động xấu đến sức khỏe của con giáp này.
bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn khi đi lại, tham gia giao thông, đề phòng mắc phải họa huyết quan, xảy ra va quẹt trên đường. Cửu tử bay vào phương đông bắc, tuần thứ tư tháng 4 âm này tuổi Nhâm Tý nên chú ý dọn dẹp nhà cửa ở phương vị này, tránh để nhà cửa bừa bãi, dễ khiến cho tình hình sức khỏe càng thêm sa sút. Nhớ theo dõi thêm tử vi hàng ngày của 12 con giáp để biết thêm chi tiết vận trình sắp tới. Quý nhân, Thìn, Sửu, tiểu nhân, Ngọ, Dậu, màu sắc may mắn, đen, bạch kim, con số may mắn, 72, 81, 95. Quý vị thân mến, Phật dạy 5 người có mệnh quý nhân sau đây nhờ vào sự hiểu đời, hiểu người qua quá trình họ không ngừng học hỏi và rèn luyện bản thân. 1. Có lòng bao dung. Phật luôn hướng chúng ta tới việc học hỏi thật nhiều, không phải để kiêu ngạo, mà để đủ hiểu biết, mà biết đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác, mà bao dung với người, với đời. Biết càng nhiều thì ta mới nhận ra rằng, con người rồi ai cũng như ai, cũng có những khuyết điểm riêng. Thay vì chỉ trích, thì ta cần phải cảm thông, thấu hiểu. Ví dụ như là vợ chồng hãy cứ giả khờ mà bao dung, Nhâm Tý sẽ được nhiều và chẳng mất gì cả. Vì sống chung một nhà, những khác biệt luôn tạo ra các vấn đề và cần ta có cái nhìn cảm thông, để cùng nhau xử lý chứ không phải chê bai, mỉa mai đối phương. Bao dung không chỉ là cách hành xử khôn ngoan để cho người khác, mà là để tốt cho chính mình, giúp ta giải tỏa được căng thẳng, suy tư trong tâm mình, càng tha thứ, càng buông bỏ được nhiều muộn phiền để lòng được thanh tịnh. Đừng cho rằng tính toán chi li thì mới là thông thái, chỉ cần sống đơn giản, đại nghĩa, không thẹn với lòng, chắc chắn Nhâm Tý sẽ được quý nhân phù trợ độ trì. Vận may cũng từ đó mà kéo đến cho người chẳng tham lam, mong cầu gì quá nhiều. Nếu chỉ chăm chăm tư lợi, ích kỷ, người xung quanh ghét bỏ, thì tự hủy hoại tương lai của mình, đời này chẳng bao giờ có cơ hội gặp được quý nhân. 2. Người có suy nghĩ tích cực. Đời là bể khổ, ai cũng có phải đối mặt với những khó khăn, trở ngại của riêng mình. Thế nhưng, tại sao có người vẫn cười nói vui tươi, có người buồn phiền, ủ rột, thậm chí tới mức trầm cảm, tự tử? Quan niệm Phật giáo về tự tử đó là mở màn cho thống khổ ngút trời mà những kẻ vô minh không hiểu được. Vì thế, với bất cứ điều gì xảy ra, thì cũng phải tỉnh táo để chuyển hướng suy nghĩ nó thành một điều tích cực, rằng cuộc sống đang muốn chúng ta phát triển theo chiều hướng tốt hơn, cho dù là mây mờ đang hiện hiện trước mắt. Vì có hằn học với đời, cay nghiệt với người, thì Nhâm Tý cũng chẳng thể tìm ra giải pháp cho mình, mà chỉ đang lãng phí thời gian. Hãy chọn lối sống vui vẻ, thiện lương, hay giúp đỡ người khác và có suy nghĩ tích cực, Nhâm Tý sẽ truyền nguồn năng lượng ấy đến những người xung quanh mình. Chính những người nhận được sự giúp đỡ ấy sẽ đem lòng biết ơn Nhâm Tý, như cách Nhâm Tý biết ơn cuộc đời mỗi ngày, sẽ giúp đời Nhâm Tý thêm phúc lộc, bình an. 3. Người vui vẻ, hòa đồng. Người vui vẻ, hòa đồng là người luôn biết mở lòng với bất cứ ai, họ không phân biệt giàu nghèo, văn hóa, sắc tộc hay bất cứ khoảng cách nào. Điều này mang lại cảm giác gần gũi, an ủi cho những người yếu thế và cảm giác bình yên cho những kẻ tham vọng, đa mưu. Chỉ cần sự xuất hiện của họ trên thế giới này cũng đã đủ làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn theo một cách kỳ diệu nào đó. Một trái tim ấm áp sẽ sưởi ấm được những người xung quanh, thế nên Nhâm Tý hãy luôn vui vẻ, chan hòa với mọi người. Những ấn tượng tốt trong lần đầu gặp gỡ sẽ khiến họ tạo được mối lương duyên tốt đẹp với người khác. Từ đó, quý nhân hay người hiền sẽ tự khắc đến bên đời họ. Vì thế, người này có mệnh quý nhân khi họ có thể hòa mình cuộc sống, dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh. Trong khi người khác cảm thấy đau khổ, hờn giận, oán thán, cuộc đời của họ vì thế mà nhẹ nhàng, êm đềm và hiền hòa hơn bất cứ ai. 4. Có lòng vị tha. Cho dù Nhâm Tý có gắng sống tốt đến thế nào, thì vẫn có những người ganh ghét Nhâm Tý, luôn có những ánh mắt soi mói đố kỵ của những người xung quanh. Bởi khi sinh ra thì người ta đã có lòng đố kỵ dành cho nhau rồi. Vì thế, phải hiểu một điều rằng, không phải cứ Nhâm Tý không muốn tạo hiềm khích là sẽ có người không ghen ghét Nhâm Tý, nhưng cũng đừng vì thế mà cũng tỏ ra thù ghét với họ. Đáp trả cái sai của người ta bằng cái sai khác của mình là điều chẳng đáng. Với sự vị tha trong lòng mình, hãy tha thứ cho họ, thậm chí là người đã từng hại ta, những người đã gây ra lỗi lầm với ta. Nếu họ quay đầu, ta đừng tiếc tin tưởng họ thêm lần nữa. Nhưng nếu là việc họ cố tình, thì nên tránh xa kiểu người này. Bên cạnh đó, chẳng ai hoàn hảo cả, ai cũng có thể phạm sai lầm. Quan trọng là đừng tiệt đường sống bất cứ ai khác. Nếu người khác phạm lỗi lầm, hãy cho họ cơ hội sửa sai, làm lại từ đầu. 5. Người chăm chỉ.
thói quen lười nhác âm thầm hủy hoại tương lai chúng ta lúc nào không hay với những yên ổn mang tính tạm bợ. Đừng mơ rằng một ngày nào đó, bất ngờ có quý nhân mang tới cho ta cuộc sống như mơ mà chẳng cần phải lao động. Chăm chỉ lao động sẽ tạo ra của cải, sẽ giúp ta thông minh, trí tuệ hơn mỗi ngày. Quý nhân nằm trong việc Nhâm Tý là người chăm chỉ làm việc, không quản ngại khó khăn, vất vả sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Không những tiền tài, danh vọng, họ còn có cả sự kiêng nể của đồng nghiệp, trân trọng của cấp trên. Một người có ý chí và siêng năng, biết vượt qua mọi khó khăn, không nản lòng, thì sẽ đi đến mục tiêu. Chính Đức Phật chúng ta là một ví dụ điển hình cho một ý chí vững vàng và sự cần mẫn phi thường để đạt được quả vị tối thượng. Ngài chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ cuộc, thậm chí thử bằng nhiều cách để tìm ra hướng giải thoát cho thân và tâm của mình. Chưa chăm chỉ thì đừng đổ tội cho số phận tại sao mình nghèo. Cũng vậy, nếu muốn làm giàu và thoát nghèo, thì chúng ta phải siêng năng làm việc, mạnh mẽ kiên cường để vượt qua những thử thách, chứng duyên thì sẽ đạt được như lòng mong cầu. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho Nhâm Tý. Từ đó, quý vị có thể đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.